Rồi người yêu mày đâu? Ngày đầu tiên gặp mặt mà thấy trễ nãy là thấy trừ điểm rồi đó nha. Ổng nói ổng tới công viên rồi. Ê nó nghe nè, cái công viên hàng tá người luôn á, rồi biết ai là ai á? Ổng nhắn là ổng đang đứng ăn kem á, mày coi coi. Kìa kìa. Thôi không phải má ơi, nghĩ sao vậy trời. Thôi thôi đi, không phải bồ tao rồi đó. Để tao gọi nhắn ổng. Anh ơi, anh tới rồi thì anh giơ tay lên dấu hiệu cho em biết anh đang đứng ở đâu đi. Ổng đó mà. Ê, gu mặn nha. Ủa em ơi, em đang ở đâu vậy? Em đang ngồi đối diện anh đứng luôn nè. Em mặc áo Barbie hồng á nha, chân váy màu đen nè, dép trái chuối á, thắt một cung gích đó nha. Em ngồi á. Rồi anh tới đi, anh tới đi. Ê nói nghe, tự nhiên tao nhớ ở nhà tao có chuyện bận đột xuất á, mày cứu tao chuyến này nha. Cảm ơn nha.